Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại thì Lượng đang có mặt tại chợ phiên Lùng Vai của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai nha các bạn nhé. Chợ đây thì họp vào sáng ngày thứ 3 và sáng ngày thứ 7 hàng tuần. Giờ thì mình mời các bạn cùng mình khám phá chợ phiên của đồng bào người Nùng ở trên huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai này. Họ có các mặt hàng gì để bán nhé. Đây là khu vực cổng chợ này. Ngay khu vực cổng chợ đây thì mình thấy những bà cô người Nùng ấy, họ bán các loại mặt hàng nông sản, sản vật địa phương này. Tôi chào các cô nhá. ốc đồng, cái này con hến con cua, cái này cua đồng hay là cua núi đấy ạ? Cua núi cô đi cua này cô bán thế nào đấy ạ? 80.000 một cân ạ? Thế còn con này, con ốc này? Vâng, cho cảm ơn nhá. Còn đây là cái quả cà đó, cà rừng. Vâng, cái này hạt đỗ. Vâng, cho quay phim ạ. Đây là cái ngọn đu đủ. Vâng, cho cảm ơn nhá, chúc cô đắt hàng nhá. Chào cô ạ. Đây trứng gà ta đúng không ạ? Vâng. Cô ơi, cháu hỏi tí, trong cái túi này là gói gì đây ạ? Đây là giảo cổ lam, đây là sả đen. Giảo cổ lam đun nước uống đấy ạ. Dùng để thanh nhiệt giải độc. Cháu quay lên YouTube ạ. Đây là giảo cổ lam. Vâng, đây sả đen này dùng. Đây là sả đen. Dùng để làm gì sả đen này? Sả đen thì nó bảo là Vâng, cái này có lấy trên rừng về đấy à? Lấy trên rừng đấy. Cái này là quất hồng bì hay là cái? Đây là quất hồng bì. Quất hồng bì, cháu tưởng là quả măng mật chứ. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Chào cô ạ. Con này cô bắt ở ngoài suối về hả cô? Vâng, cháu cảm ơn cô nhá, chúc các cô đắt hàng. Lạc đỏ hay lạc trắng đấy cô? Bán bao tiền cân ạ? 20.000 thôi ạ? Vâng. Cháu cảm ơn nhá. Ốc này, vải này. Bánh nhà các cô. Cháu cô nhá. Bánh à? Cái này là rượu à cô? Này rượu ngô à? Rượu gạo à? Vâng, cháu cảm ơn nhá. Bánh cuốn. Chào chị. Nay bán được nhiều bánh cuốn chưa? Vâng. Cái này. Vâng. Chào các bà nhá. Cái này mình tự làm hay đi mua lại về bán bà? Vâng, cháu cảm ơn nhá. Trong này là góc bán nông sản. Chào cô ạ. Chúc cô đắt hàng nhá. Dưa này các bạn. Đây mấy bà cô người Mông ở trên bản xuống bán dưa mèo này. Dưa này bán thế nào đấy hả cô? 10.000 rồi ạ? Dưa này ngon nhỉ. Vâng, bán cháu một ít. Chào chị. Đây là măng rừng đúng không? Măng nứa rừng đấy, cái luộc này đúng không? Này phơi về để nấu canh ăn ngon lắm. Mà ăn tươi thì ngon. Cái phiên chợ này họp cũng rất là sớm và tan cũng rất là sớm rồi các bạn ạ. Một tuần thì có 2 buổi chợ phiên. Chào anh. Cái này là quả mận à? Vâng. Mận chua hay mận ngọt? Mận máu chó đúng không? Không, mận hậu lai. Hậu lai à? Em tưởng mận máu chó em mua ít về ngâm rượu. Đây chắc không trồng nó nhở? Không. Vâng. Em bảo anh nhá. Dưa. Chào bà. Dưa này mình tự trồng à? Quả này tầm quả không ngon là quả to không ngon à? Quả bé này ngon không? Ngon. Bán cháu một ít. Đấy, cân bán nào đấy? Bán cho 2 quả này đi. 2 quả này, 2 quả chắc là cân đấy nhỉ. Dưa này chắc không ngon mấy nhỉ, dưa này. Ăn cái dưa này, dưa hấu tự trồng. Dưa hấu mini. Có hạt không? Vâng. Cái này có phun thuốc không ạ? Vâng, lấy cháu 2 quả từ từ để cháu chọn nha nào. Cháu chọn bừa cho cháu đi. Cháu không biết chọn đâu. Lấy bừa. Này, lấy 2 quả nho nhỏ này. Con cũng cho về. Cái dưa bên này thì bán thế nào chị? 10.000 một cân. Cho em mượn cái quả chị cắt cho xem nào.
Cái này mình trồng nó chỉ lớn bằng này thôi đúng không? Lớn nữa nhưng mà cái này là mình không chăm được. À, cái này không chăm được nhưng mà ăn cái nhỏ này ngọt hơn đúng không? Vâng, vâng, vâng. Bao nhiêu ạ? À? Thành bao tiền ạ? À? Để cháu gửi tiền cái. Chào cô nhá. Cà chua chứ tự trồng à cô? Cà chua này cô tự trồng à? Chua này ăn chua lắm các bạn ơi. Chua mà ngon này, vụ cao họ tự trồng ấy các bạn. Tự để giống nhá. Còn cái này là cái mầm, cái mon này dùng để nấu canh ăn này. Một cái phiên chợ cũng vô cùng là thú vị nhá. Bán toàn là nông sản sạch thôi các bạn ạ. Chào cô, rau muống à. Chào bà nhá. Ở đây họ bán nhiều dưa hấu thật đấy các bạn ạ. Dưa hấu thì đồng bào họ tự trồng đấy các bạn ạ. Trồng ở trên nương đấy. Ăn quả nó ngon lắm, ngọt lắm. Nó quả nó bé bé thôi, nó tầm cân đổ lại. Và thậm chí có quả lớn hơn tùy theo cách chăm sóc của từng người. Vải thiều này. Đó. Vải ở đây bán bao nhiêu chị? 15.000 à. Thành Long. Chào bà nhá. Bà bán đỗ à. Dưa hấu chôm chôm. Đây mình quay máy một vòng ở khu vực họ bán nông sản này xong mình đi sâu vào trong để các bạn đi khám phá nhé. Ở cạnh bên khu vực bán nông sản này là khu vực họ bán những cái đồ gia dụng thiết yếu cuộc sống này, nồi niêu song chảo. Và khu vực họ bán thịt lợn này. Đó, đây là thịt lợn đen đấy. Chào cô nhá, đây là lợn đen đúng không ạ? Vâng. Ở đây thì mình bán bao tiền cân? Như cái miếng ở tay cô ấy bán bao tiền? 95 à? Vâng. Lợn ngon này. Cho cảm ơn cô nhá. Ở đây thì đa số là lợn đen thôi. Chào chị nhá, lợn đen à? Vâng, cảm ơn chị nhá. Em đi quay phim ạ. À, lợn đen. Chào cô. Đấy, mua được quả dưa hấu. Lợn này có nanh không? Không có nhỉ? Không có. Đồng bào thì tranh thủ các buổi chợ phiên đi mua những cái loại giống lúa, giống ngô này. Nó bao tải về đựng thóc, đựng ngô nhé. Phiên chợ này thì thường thường nó chỉ họp như thế này thôi, giải rác như thế này các bạn ạ. Đây thì họ không tụ tập lâu đâu. Ai đến mua được cái mặt hàng gì thì họ lại di chuyển về nhà đi làm việc. Đó. Đây thì cái tầm thời điểm cuối năm ấy thì mới bắt đầu đông người thôi các bạn ạ. Tầm thời điểm ngày mà bây giờ hiện tại đang là ngày mùa mà đang chuẩn bị cấy lúa này với lại đang thu hoạch ngô cho nên là chợ cũng hơi vắng hơn so với các mùa khác nha các bạn nhé. Chú chú xinh gái quá. Để mình đi vào trong này, qua những cái gian hàng quần áo này. Đấy, và đi sâu vào qua những cái gian hàng giày dép này, đồ gia dụng này, xem bên trong kia họ có các mặt hàng gì để bán nhá. Vì mình thấy ở trong kia tụ tập cũng khá là đông người. Và cái chợ phiên ở nơi đây ấy thì không có khu vực ẩm thực đâu các bạn ạ. Nếu mà tính ra ở huyện Mường Khương này, khu vực ẩm thực ấy chỉ có ở chợ ở trung tâm huyện này. Đó. Và chợ Cao Sơn này, chợ Phan Long này và chợ Tả Gia Khâu mới có nhá. Ngoài ra những cái chợ phiên khác ấy thì không có đâu các bạn ạ. Ở đây thì
ẩm thực nó sẽ không phong phú bằng mấy cái chợ phiên mình vừa nhắc đâu. Đây thì đa số là họ ăn bánh cuốn thôi nhá. Ở đây cũng là một cái góc cổng chợ này. Ở đây thì họ đang ăn bánh cuốn, và ở ngoài kia thì mình thấy có một cô bán lợn này. Mình đi ra ngoài kia quay sơ qua khu vực họ bán lợn cho các bạn cùng tham khảo nhé. Ở trên Mường Khương này là họ có tương ớt Mường Khương này. Cái này là đậu xị hả cô? Đây đậu xị này, lòng nóng này. Cảm ơn cô nhá. Cháu chào cô nhá, cô bán vải à? Vải làm quần áo của người Nùng ấy các bạn. Đấy, những cái túi này, đồ bộ quần áo thổ cẩm, vâng ạ. Đấy, cái trang phục của người Nùng này, đó, trang phục của người Giấy này. Cái túi thổ cẩm này, cái túi này mình tự làm hả cô? Vâng. Đẹp thì cháu cảm ơn nhá, chúc cô đắt hàng. Đi lòng vòng một vòng chợ thì ra khu vực này thì cũng vẫn như vậy này các bạn, không được đông vui nhộn nhịp cho lắm đâu. Có lẽ là mình sẽ quay sơ qua một chút cái chợ phiên này nữa rồi thì mình sẽ di chuyển đi quay các chợ khác để cho các bạn cùng tham khảo các chợ phiên ở trên vùng cao Tây Bắc cũng như Đông Bắc nhé các bạn nhé. Khu vực bán bánh này cũng khá là nhộn nhịp nha. Rượu, chú mua nhiều rượu thế? Mua về nhà có việc hay mua về tối uống? À, bình thường tối mỗi tối uống mấy chạ, mấy chén? Hai chén nữa à? Chợ thì đông mỗi ở khu vực ngoài cổng chợ này thôi. Người dân thì họ trao đổi các mặt hàng nông sản này, các mặt hàng đặc sản ở ngoài cổng chợ này. Mình quay sơ qua một vòng ở đây cho các bạn cùng tham khảo khu vực cổng chợ này nhá. Đó các bạn ơi, đó, rất là đông vui nhộn nhịp ở tại khu vực cổng chợ này. Ngô à cô? Ngô nếp hay ngô tẻ đây ạ? À? À vâng. Chào, chào chú nhá. Mấy cái này là chú tự làm hả chú? Tự làm. À, đan từ những cái tre thôi ạ. Ừ vâng. Cháu cảm ơn chú nhá. Các bạn ạ, có lẽ là mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình trong ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình xin gác máy để tiếp tục di chuyển quay các chợ phiên đặc sắc ở trên vùng cao cho các bạn cùng tham khảo nhé. Nay thì mình tiện đi ngang qua đây thấy các phiên chợ thì mình cũng vào quay chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo. Rất mong được sự đóng góp ý kiến và cũng như là like và bình luận giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều.